Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop HP ProBook 450G8 nha. Ở đây là cái bản i7 Gen 11, cấu hình rất là chất lượng dành cho dân văn phòng á. Mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá. Đầu tiên mình quay cái cấu hình trước nha mọi người. 450G8. Đây là mẫu máy sản xuất cuối năm 2021, i7 Gen 11 rất là khỏe mọi người ha. Đây, khỏe như những dòng chip HP, và nhưng mà là chip thế Gen 11, chip thế hệ mới nên nó rất là mượt. RAM 16GB, cái RAM này mọi người có thể nâng cấp lên 32GB ok ha. Nhưng mà tại vì mình thấy cái cấu hình này RAM 16 là cũng quá tương thích rồi. SSD là 1T, tha hồ để mình chứa dữ liệu. Độ phân giải màn hình là Full HD. Check luôn cái series của máy nè, sản xuất cuối 2021 đó mọi người. Đó, đầu 2022. Máy hoạt động hoàn hảo, không có lỗi làm gì hết. Pin trên 3 giờ, màn đẹp tuyệt vời, không có lỗi gì hết ha. Màn Full HD, sáng đẹp. Webcam đồ đầy đủ và cái mẫu khuôn viền. Cái dòng này size máy rất là gọn. Giờ tới phím nha mọi người. Phím thì đây có hơi bóng nhẹ đã qua sử dụng nhưng không có cái nào mà nó bị mòn hay mất chữ hết ha. Có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu rồi cho nhanh. Phím đẹp, mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế ha, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok. Mà che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế như bên này á, là mình đã dán quốc tế rồi nè mọi người nè ha. Sau khi dán thì nó sẽ như vậy. Che ký tự Nhật đi, mọi người thấy là nhìn ký tự quốc tế đúng khuôn luôn, nhìn nó đẹp ha. Bên này như thế này. Góc cạnh chỗ này á, thì cái loa này nó hơi cấn một chút xíu nè mọi người, không có hề ảnh hưởng gì hết trơn á, nhìn nó nghiêng nó không có được đẹp chút thôi, chút xíu gì ở đó thôi ha. Góc cạnh đây thì đẹp đẹp nha, i7 Gen 11 đẹp. Vỏ là mặt này là mặt nhôm, phay nhôm nè, đẹp và đẹp ha. Rồi bây giờ ra bên ngoài, cái mặt tiền ở bên ngoài đó rất là đẹp nha mọi người, không có bị trầy xước cấn móp gì hết trơn trên cái mặt tiền ha. Tí nữa sẽ đi mấy cái mặt góc, quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc trên cái mặt tiền này. Đây ha mọi người, không có hề mà bị một cái dấu sticker hay là một cái hằn gì hết trơn á, nhìn ở trên này đẹp. Các cạnh nè, ngõ ngõ mạng LAN, ngõ USB ha, chỗ này thì hơi cấn một chút xíu nè, tại vì cái vỏ này, vỏ nhôm nó cấn một chút xíu mà không có đáng kể gì hết nha mọi người, không đáng kể gì, máy vẫn bình thường. Đó. Bên này có ngõ sạc, ngõ Type C, USB, USB, HDMI, tai nghe, SD ha, nó cũng sạch sẽ nè. Chung là máy tương đối đẹp, ProBook kiểu làm rất là gọn. Máy hoạt động hoàn hảo ha, máy kèm sạc zin, pin trên 3 giờ. Mình báo giá mọi người cái con này, giá của nó là 11 triệu, con i7 Gen 11 màn Full HD. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, ai chốt á thì inbox mình ha, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng nè, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. 11 triệu nha mọi người.